Đang làm gì má? Ốt cám dừa ông bác, ốt ông kho sẵn ớt nước cốt dừa. Cám dừa mà kho sả nước cốt dừa hả? Món này lâu lắm rồi không không có ăn này nha. Có hồi xưa nha. Ngon lắm à. Ốt nước màu nha. Thường là mình kho sả không, ít có bỏ nước cốt dừa không? Chưa ăn rồi hoài ngon à, đó ba thích quá đi nha. Nêm muốn một nêm ngọt mắm muối xả nó bằm sẵn luôn đó hả, dừa nạo sẵn luôn. Đây là cái ống dừa cũng làm sẵn luôn, cái này cái dừa làm hơi cực, nó lâu lắm, chà dãy chà mà cho chà cho trắng. Thả cắt mầm, miếng nó ngon. Là món tả rất ngon, tả mới cắt cho mới. Ngon, hấp dẫn chưa? Hôm nay món này ăn bể bụng luôn. Vì đi nữa mà ăn là hay gì cái nên thêm. Cái nước giảo để riêng hả? Ừ. Đây nước cốt đặc là để riêng. Cốt nước đi nó cốt gì đi. Như đây được ký không? 800 g. 800 g. Mình kho cho nó săn lên mình mới bỏ nước cốt vô hả? Ừ, tắm hồi chín. Sắp xăng rồi nè, chút nữa đổ nước cốt vô đây nè. Giờ đổ nước cốt vô. Để nước cốt đặc nè. Tèo nè, không có đổ nước nữa. Nước béo nữa. Thử rồi đó, bụng rồi đó. Quá thơm. Rồi xin mời cả nhà mình dùng bữa cơm cá bún dừa kho sả nước cốt dừa. Món này lâu thì dữ lắm mới được ăn. Em nó
cốt dừa nó thấm vô thịt cá nó ngon gì đâu trời. Không. Thơm béo. Nhỏ nó ăn được có vài lần rồi, tới giờ rồi đó ăn con dừa quá trời. Vậy là đó đi đặt con dừa, đi câu con dừa ngóc. Ba hôm đó chờ. Giờ nó ăn rồi phải mua không? Mua, đó có đó ông sư kho, kho mắm. Giờ mắt ăn thì mình làm vậy. Cũng chút gác đó không? Con cá có được một hai con cá cáp được không? Đúng không con? Cái này là anh ta làm gì bắt dính rồi nó mua vậy? Đặt ấy. Đặt từ ngon hả? Đặt cái chuột. Đặt bữa con rộng rộng số bữa cá không có đặt ra từ dưới không có hâu tiết là bạn ngán rồi chị ngon quá cá bóng dừa là kho xả không là ngon ha thịt có nước cốt dừa này vô nhớ hôm qua có nghe xin xả. Đâu có dụng nhát cốt rồi. Không nhát cốt. Thịt nó thấm cốt dừa ngon quá. Không, béo. Cái thò lòi nghe làm món này cũng ngon lắm không? Cái thò lòi kho kiểu này cũng ngon lắm không? Mà cái này lòi giờ chín rồi ra. Sâu á, cá lóc mối á. Cá lóc mối rồi á. Giờ sâu mà kho cái này. Bây giờ không có. Xa xa có. Nó lùm lùm. Nó dành hả? Mà hồi đó cũng ít ăn quá. Có ăn lắm á. Ông cậu thì nó chờ nó sâu hồi ngốc. Đó thì cá tao lo. Từ chưa ăn cái món đó. Ăn cái món đó. Thì đó cá đó người ta chê. Ừ. Ăn cá bóng dừa, cá sao, cá đó là nó chè. Nhưng mà bây giờ món nó kiếm không có. Lộ giờ kiếm không ra. Cá bóng sao là nhóc. Sao con không được không? Cá bóng sao chỗ này cũng được. Ừ. Cá bóng sao khọt luôn. Có mua không làm luôn. Không chén không? Xin chén nữa. Nó ăn lâu lắm bữa khác không? Ăn rồi. Không đã. Không á. Cái giờ kẹo này gì anh quay không? Nước này, cái nước này tràn vô cơm ăn cho nó đã. Cái là cái nó thấm cái cốt dừa vô thịt cá béo ngon quá ngon chán ăn miếng trên chút nữa đi chút rồi ý là nó chừa nước nhiều lắm mà còn cạn nữa không biết không.
Đường luôn á. Nói chung là mấy món đồ giường đồng đồng ngon ha. Cay đã quá. Tôi cho chấm này ngon. Gỡ chảo. Quá ngon rồi. Rồi bây giờ cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video này ha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye.